Việc sở hữu đường nét line được xem là chuẩn mực cho vẻ đẹp trên khuôn mặt phụ nữ. Mặt nạ Conine Vitoc Lifting Matte chính là giải pháp nhanh nhất giúp bạn có được một gương mặt trái xoan hoàn hảo nhất. Đây là mặt nạ đầu tiên trong lĩnh vực sử dụng vải chuyên dụng có độ đàn hồi tuyệt vời, hỗ trợ trong việc tạo sự nâng mặt tự nhiên cho khuôn mặt. Mặt nạ có ưu điểm là thiết kế tiện lợi và dễ sử dụng, có phần quai đeo tai nên không quá bất tiện khi làm những việc khác. Nói về ưu điểm thì Avaya Perfect Lifting Premium Matte có khá những điểm cộng sẽ khiến các nàng hài lòng. Mặt nạ được làm từ sợi tổng hợp đặc biệt, vừa có thể nâng cơ tốt, vừa không khiến da bị chảy xệ, còn có thể thích hợp sử dụng cho những cô nàng có làn da nhạy cảm. Mặt nạ Line Avaya S Perfect Lifting Premium Matte là sản phẩm cho kết quả tức thì. Ngay cả khi bạn đi phẫu thuật thẩm mỹ hoặc các quá trình trị liệu khác cũng không có gì tồn tại vĩnh viễn. Nói về ưu điểm thì Avaya Perfect Lifting Premium Matte có khá những điểm cộng sẽ khiến các nàng hài lòng. Mặt nạ được làm từ sợi tổng hợp đặc biệt, vừa có thể nâng cơ tốt, vừa không khiến da bị chảy xệ, còn có thể thích hợp sử dụng cho những cô nàng có làn da nhạy cảm. Công dụng thần kỳ của mặt nạ Conine Vitoc Lifting Matte, nâng cơ mặt. Hiệu quả nổi bật và rõ rệt nhất mà mặt nạ Conine mang lại chính là khả năng giúp nâng cơ mặt nhanh chóng. Chỉ sau một tuần sử dụng đều đặn, gương mặt sẽ trở nên thon gọn hơn. Vùng da khu vực dưới cằm săn chắc, những đường nét thanh thoát trên gương mặt cũng sẽ hiện ra, làm trắng da. Mặt nạ Conine Vitoc Lifting Matte có khả năng thúc đẩy sự hoạt động của các tế bào để quá trình tái tạo da diễn ra nhanh hơn. Chất adenosine giúp ức chế sự sản sinh của các hắc sắc tố trên da, ngăn chặn sự xuất hiện của các đốm nâu, các vết sạm nám do tác động tiêu cực từ môi trường gây ra như tia UV hay khói bụi ô nhiễm. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có tác dụng đào thải những độc tố tồn đọng trên da để làn da trở nên khỏe mạnh và trắng sáng, chống lão hóa. Những nếp nhăn trên da sẽ được cải thiện nhanh chóng khi sử dụng mặt nạ Conine Vitoc Lifting Matte, đặc biệt là làn da khu vực đuôi mắt và rãnh nhăn khóe miệng. Mặt nạ kích thích quá trình tổng hợp collagen và elastin đảm bảo duy trì sự đàn hồi, dẻo dai trên làn da, hỗ trợ làm giảm tình trạng chảy xệ, đồng thời giúp làm tăng lưu thông máu trên da để da mịn màng và hồng hào tươi trẻ. Hướng dẫn sử dụng: 1. Mở bao đựng, tháo màng phim để lấy mặt nạ ra. 2. Sau đó kéo cả hai bên của mặt nạ sao cho vừa phần giữa cằm. 3. Đeo mặt nạ vào hai bên tai, điều chỉnh mặt nạ đến khi vừa và chặt với phần cằm. 4. Sau 1 đến 2 giờ sử dụng, tháo mặt nạ ra và massage phần má trong vài phút. 5. Nên sử dụng tuần 1-2 lần theo liệu trình 1-2 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. V-Line chính hãng mua ở đâu? Bạn nên đặt mua sản phẩm V-Line trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất, bạn sẽ có giá thành tốt nhất và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau. Click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm V-Line. Sau khi tư vấn xong, nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự, hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm.